cho anh em đi Tết nha. Nè, sắm xi măng từ màu đỏ lên màu này nha. Xe này mình sẽ đi tem 99 viền bạc. Anh em cần những màu độc lạ thì mình cũng có đủ cho anh em nha, để mình sắm đi Tết nè. Xanh đỏ vàng tím thì mình cũng có đủ nè. Màu này giờ cái chiếc xe thắt mới anh đi màu này rất là đẹp. Rồi anh em sẽ theo mình vô chụp lên hình chiếc xe bò xem nó đẹp cỡ nào nha. Sao chai gì bê xe đi Tết cho lo liên hệ nha. Dù bố chính hãng luôn nè, bố nó sắc là so cho nhẹ nè. Heo này, con này mấy con thường chạy dính đĩa trái tiền vậy à. Đưa ben vô mới này bị sai bắt, giờ phải đi cái bắt này chuẩn heo.